các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Ô tô điện VinFast lập kỷ lục gần 4.000 đơn hàng sau 12 giờ mở bán. VinFast VF E34 đã nhận được gần 4.000 đơn đặt hàng từ người tiêu dùng Việt Nam chỉ sau 14 giờ mở bán, một kỷ lục chưa từng có trên thị trường xe ô tô Việt Nam. Mẫu xe ô tô điện VinFast VF E34 sau khi công bố giá bán ra thị trường đã nhận được gần 4.000 đơn đặt hàng từ người tiêu dùng Việt Nam. VinFast bắt đầu mở bán mẫu xe VF E34 đồng thời trên cả hai kênh online và đại lý từ 7 giờ sáng ngày 24 tháng 3 năm 2021 tính đến 19 giờ cùng ngày, tức là sau 12 tiếng, VinFast cho biết đã nhận được tổng cộng 3.692 đơn đặt hàng. Ngay trong ngày 24 tháng 3 năm 2021, VF E34 cũng đã tạo ra một trào lưu mới trong cộng đồng khi có hàng ngàn lượt chia sẻ hình ảnh chụp màn hình đặt hàng thành công, trở thành một hiện tượng thú vị trên mạng xã hội. VinFast E34 là mẫu xe ô tô điện đầu tiên của VinFast, nằm trong phân khúc gầm cao SUV crossover cỡ C cùng kích thước với nhiều mẫu xe trên thị trường như Honda CR-V, Hyundai Tucson, Subaru Forester. Hiện tại, hãng xe thuộc tập đoàn Vingroup đang áp dụng mức giá bán lẻ ưu đãi 590 triệu đồng, kèm theo một năm thuê bao pin miễn phí kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, mẫu xe VinFast VF E34 sẽ quay trở lại mức giá bán lẻ chính thức là 690 triệu đồng. Ngoài sự ủng hộ đối với mẫu xe ô tô điện thương hiệu Việt đầu tiên, giới kinh doanh ô tô nhận định VinFast E34 còn được người tiêu dùng quan tâm bởi một số chính sách bán hàng có nhiều ưu điểm. Trong đó có thể kể đến mô hình thuê bao pin nhằm kéo giá thành xe giảm xuống thấp, người tiêu dùng không phải chịu những rủi ro về tuổi thọ và chất lượng của pin trong suốt quá trình sử dụng. Ngoài ra, chính sách đặt cọc linh hoạt chỉ 10 triệu đồng một xe và sẵn sàng hoàn cọc 100% cho người mua cũng là nhân tố khiến cho VinFast E34 lập kỷ lục doanh số ngay trong ngày đầu nhận đặt cọc. Khách hàng đổi xe từ xe xăng sang xe điện cũng sẽ được tặng ngay 30 triệu đồng. Đây là những chính sách bán hàng chưa từng có tiền lệ tại thị trường ô tô Việt Nam và cũng rất mới mẻ trên thị trường thế giới. Được biết, vào ngày 24 tháng 3 năm 2021, VinFast đã công bố giá bán xe ô tô điện VF E34 chỉ có 590 triệu đồng. Mức giá bán lẻ áp dụng cho VinFast VF E34 là 690 triệu đồng, chưa bao gồm pin. Tuy nhiên, khi đặt cọc xe ở thời điểm này, khách hàng chỉ phải chi trả ra 590 triệu đồng, tức là được giảm 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, người mua còn được miễn phí thuê bao pin trong một năm đầu, tương đương 17,4 triệu đồng. VinFast VF E34 được bảo hành lên tới 10 năm. Với mức đặt cọc chỉ có 10 triệu đồng, thời gian áp dụng từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6, khách hàng được chuyển nhượng, chuyển giao, chấm dứt thỏa thuận đặt cọc và rút lại tiền đặt cọc theo quy trình và hướng dẫn của VinFast. Khách hàng có quyền chuyển đổi tiền đặt cọc từ xe ô tô điện VinFast VF E34 sang ô tô điện VinFast VF E35 hoặc là VF E36. VinFast VF E34 sở hữu kích thước lần lượt là 4.300, 1.793 và 1.613mm, chiều dài cơ sở 2.610mm, khoảng sáng gầm xe 180mm, trọng lượng 1.490kg. VinFast VF E34 được trang bị 6 túi khí, bộ la răng đường kính 18 in. Mẫu xe VF E34 sử dụng pin lithium ion cho công suất 150 mã lực, mô men xoắn cực đại 242 Nm. Mỗi lần sạc đầy, xe có thể di chuyển được quãng đường 300 km. Nếu sử dụng chạm sạc, nó chỉ mất 15 phút để cho phạm vi hoạt động tới 180 km. Dự kiến, trong năm 2021 này, VinFast sẽ đưa vào sử dụng hơn 40.000 cổng sạc cho ô tô và xe máy điện tại 63 tỉnh thành và 100% các cao tốc quốc lộ huyết mạch. Có nhiều người luôn lầm tưởng rằng đi ô tô điện sẽ luôn luôn gắn với việc giá cao, chi phí tốn kém, nhưng trên thực tế, VinFast đang muốn chứng minh điều ngược lại. Đặc biệt, với ô tô điện VinFast VF E34, mức giá ban đầu chỉ là 590 triệu đồng, đang được nhà sản xuất hỗ trợ giá quá tốt. Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, sẽ có thêm nhiều người đặt hàng mẫu xe ô tô đầu tiên của Việt Nam. Mẫu xe ô tô điện đầu tiên của Việt Nam với con số chắc chắn sẽ còn lớn hơn nhiều. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.